nhớ đến đây. Ai kêu thằng cờ đứng đây, đứng đây à? Mới xong rồi à, đi tìm người khác. Xong rồi, mới tới đây mà. Đi tìm người, đi tìm người. Đại bàn đâu? Đại bàn đâu? Rồi, lên đây. Đứng chú, đứng chú. Đại bàn vô. Cái chút rồi. Rồi, ai là đại bàng rồi? Ai đại bàng đâu? Rồi, gần đi ạ, cuộc chơi chúng ta đã dừng. Ủa, đại bàng sao chạy? Đại bàng sao chạy? Ôi trời. Rồi, rồi những bạn đại bàng, đại bác, chúng ta. Ở đây, 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 chưa. Em, không phải là đúng xuống đây xíu. Mình còn nữa, mình còn một lần chơi cuối cùng nữa. Đâu, đâu đơn giản vậy. Xin xuống xíu nè. Ok, ok, các bạn ơi, chúng ta ngồi xuống. Lùi về sau, chúng ta ngồi xuống. Để bạn ơi, anh bạn ơi, chúng ta uống xuống lại xíu, uống xuống khỏi sân khấu đi ạ. Rồi. Lùi xíu. Các bạn biết cái nhiệm vụ của con đại bàng là gì không? Tập trung là ông mình nè. Các bạn biết á, một con đại bàng trưởng thành nó phải trải qua bao nhiêu cái không? Mấy cấp? Bốn cấp? Bốn cấp trở về dưới. Ok, nói đùa một chơi vậy thôi. Rồi! Các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị xem điều kỳ thú này. Ta chuẩn bị xem điều hấp dẫn rồi. Rồi, các bạn tập hợp cho tôi thành 4 tổ. 4 tổ, mỗi tổ từ chia đều đi, cắt bộ nhầm 4 tổ. Mới 3 tổ rồi. Rồi, tất cả nè, đội này đông quá nè. Tất cả nè. Ra đây một tổ nữa. Đứng hàng hàng chậm đi ạ. Rồi. Ok, đều nhau chưa? Rồi, đều rồi đúng không? Bạn kia mấy người, một bạn nữa. Mình dư như này, dư này. Tất cả hai người chia qua hai tổ nhỉ? Tất cả hai người chia. Và một người nữa qua tổ bên đây. Ok. Rồi. Bốn tổ cho chúng ta là những người chiến thắng đúng không? Nhưng tôi cần một người chiến thắng nữa. Và một tổ chiến thắng nữa. Không đơn giản vậy đâu. Một tổ chiến thắng nữa. Rồi. Các bạn có uống... Các bạn thích uống món gì chứ? Cappuccino. Có uống đá chanh bao giờ chưa? Uống đá chanh à? Uống cà phê sữa không? Uống đá chanh à? Đá chanh chúng ta gồm có gì? Chanh, đường, đá. Rồi gì nữa? Nước. Chanh, đường, đá. Nước. Đúng không? À. Chanh, đường, đá. Muối. Muối, chanh, đường, đá, muối. Ok. Rồi, cái tội này sẽ là chanh, đường, đá và muối. Tắt nhạc cho em rồi. Rồi, nhỏ nhạc xuống này. Khi ta chỉ đến bên nào, bên
đó phải hát to lên. Hát to, chừng nào to hơn với đội còn lại. Ở đây là bạn giám khảo nha. Hãy đủ to mới cho về. Hát lên là chanh. Được. Đa. Vui. Ok rồi, chuẩn bị chưa? Bạn uống lên chanh nè, chuẩn bị nè. Một. Yếu quá. Nào nè, chuẩn bị nghe nè, nghe nè. Chẳng yếu, chưa đủ lớn đúng không ạ? Đây. Dữ vậy. Yếu quá. Một, hai, ba. Lớn chưa? Chưa lớn kìa. Bạn giám khảo nó chưa lớn kìa. Lại nè. Lại nè. Rồi, các tổ của chúng ta có muốn đăng ký văn nghệ thì liên hệ với tôi. Ai muốn đăng ký văn nghệ cho buổi tối ngày hôm nay? Muốn hát, muốn đóng kịch cũng được, muốn nhảy cũng được. Mỗi một tổ cho tôi một tiết mục đi.
Thank you.
rơi nào. Nếu tôi là ban giám khảo tôi cho 10 điểm. 10 điểm. Ơi, tiếp tục chương trình của chúng ta là một phần, một bài hát cũng rất là hay, không kém cạnh gì đâu các bạn ơi. Đó là bài hát Tình Chúa Cho Con, một sáng tác của đồng Kim Hồng và với phần trình diễn trình bày của Kim Hồng, Quang và Mạng Lâm. Chúng ta một tràng hôm nay đã tới cho các bạn của chúng ta. Kim Hậu và những người bạn. Xin chào các bạn. Kim Hậu buổi tối ngày hôm nay sẽ thay mặt cho tất cả những NBC gửi đến các bạn trẻ sinh đang có mặt trong hội trường trong buổi tối ngày hôm nay một lời chào yêu thương và một lời chúc tốt lành đến các bạn ở trong tình yêu của Chúa Jesus Christ. Và phục vụ cho tình trạng này thì Kim Hậu và các bạn những anh em MC mấy bạn MC có muốn lên hát cùng không? Và các anh em MC đã hát một bài hát có chủ đề đó là Tình Chúa Cho Con. Và Kim Hậu nghĩ rằng nếu như tất cả những anh em này đang đứng ở tại nơi đây và cũng như là tất cả các bạn, nếu như chúng ta không có chạm trán với tình yêu của Chúa, chúng ta không tiếp nhận được tình yêu của Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta không có mặt ở tại đây đúng không ạ? Cho nên là tối ngày hôm nay anh em MC xin cảm ơn Chúa bài hát Tình Chúa Cho Con. Xin mời quý vị chúng ta cùng hoàn lòng. Thank you.
hát chưa? Chưa không? Tiếp một phía sau nữa sẽ làm cho các bạn nóng lên. Các bạn ơi, khi mà đội của chúng ta, tất cả các bạn chúng ta bước lên đây trình diễn một cái khúc nào đó, một phần thiên văn nghệ nào đó, thì chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình được không ạ? Ok, và tiếp theo, một bài hát đến từ đội của đội follow của chúng ta. Và các bạn ơi, các tổ ơi, hoặc là các cháu hạt ơi, ban tổ chức vẫn sẵn sàng tiếp nhận gửi những đăng ký vào giờ phần vấn đề của các bạn. Các bạn nào đơn ca, song ca hoặc tốc ca, hoặc là tổ hoặc là giao hạt, chúng ta vẫn có thể trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi cho tôi xin lỗi hồi chiều tôi dẫn dắt cái chương trình trò chơi đá banh đó. Người nào có buồn tôi xin bỏ qua cho tôi nha. Thứ nhất là trọng tài là cha là mẹ, mọi người có đồng ý không? Trọng tài lúc nào cũng giống như là thay mặt để mà dẫn dắt những cái đội bóng cho nó công bằng, không? Rồi thứ hai á là trong chơi á thì trọng tài luôn luôn đúng, đâu có sai đâu. Trọng tài thì phải luôn luôn đúng rồi đó. Thứ ba thì quay lại hai điều thứ nhất và thứ hai ha. Cho nên là trọng tài luôn luôn đúng thì cũng đâu có gì sai đâu, cho nên mọi người đừng có trách mình. Người nói không? Mà thấy không? Ôi, tôi sẽ xin lỗi mọi người, sẽ phục vụ luôn và sẽ hát tung chú luôn một bài hát. Amen không? Bài hát này thì chưa có cái tựa luôn. Thì do nhạc sĩ của ở dưới bên Đồng Tháp đó là anh Phương Đông sáng tác bài hát. Amen không ạ? Bài hát hồi sáng này cũng có hai bài, anh sáng 3 bài luôn anh sáng tác. Cảm ơn Chúa, đời sống của anh và Chúa đã làm ơn cho anh sáng tác rất là nhiều bài hát hay. Và trong những năm kỳ dài tới nữa thì mọi người sẽ cùng nhau nghe những bài hát mới nữa, amen không ạ? Amen. Tôi có tính nhờ mọi người luôn, sẵn đây mọi người nghe xong mọi người đặt cái tựa bài hát luôn được không ạ? Mọi người nghe kỹ nha.
chúc người thơ sau cùng mọi sự đã được cho. Cũng như là mình sẽ tận dụng hết thời gian của mình.
lời xin con dâng lên vua nơi đời, ngàn lời chúng con là dành cho đến muôn đời. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng hướng bước vào đội hình của chúng ta, bắt đầu như thế này. Hỡi các bạn trẻ, ai trong các bạn đã từng thất bại trong việc đeo đuổi giấc mơ của mình? Ai trong các bạn đã từng bị những người xung quanh
tương lai. Ai trong các bạn chưa từng ước mơ hoặc thử để sống một cuộc đời đầy hoài bão? Hãy thử lại một lần nữa, thử mơ ước và đạt được nó. Không ai có thể đánh cắp giấc mơ của các bạn ngoài việc các bạn không dám ước mơ. Nếu giấc mơ không làm bạn sợ hãi thì nó không đủ lớn với bạn. Nên đừng vì vào muôn vàn cái cớ và cho rằng bản thân không thể thử. Vì giấc mơ không phải là một điểm đến mà là một cuộc hành trình. Hành trình mà sẽ có lúc bạn đi lạc hướng. Không sao cả, lạc hướng cũng chỉ là đang đi trên một con đường khác, miễn là đừng dừng lại thì một ngày cũng sẽ về được đến đích. Sẽ có những ngày mà phải đối diện với muôn vàn khó khăn, không sao đâu, hãy đón nhận những món quà của sự tôi luyện. Vì sao những khó khăn đó là một bạn trong một phiên bản rất trưởng thành. Sẽ có thật nhiều những thất bại, những thất bại chẳng qua chỉ là những trải nghiệm, mà không có trải nghiệm nào không có bài học quý giá đi kèm. Vậy nên đừng bỏ lỡ những ngày tháng tươi đẹp của một thanh xuân và một phiên bản ưu lì, ngày thay đổi và sợ thách thức của thật. Đừng lãng phí năng lượng của mình vào những việc vô định như lướt mạng xã hội. Đừng để thời gian của mình trong những giấc ngủ quá dài, để rồi một ngày nhìn lại và tiếc nuối những ngày tháng của tuổi trẻ. Nên hãy biến thanh xuân của các bạn thành niềm tự hào. Hãy trở thành một phiên bản hoàn hảo trong tương lai bằng những hành động hôm nay. Vì tương lai nằm trong sự nỗ lực phù hợp này. Nỗ lực để từ bỏ những điều bạn đang nắm giữ mình. Nỗ lực bứt phá khỏi những giới hạn của bản thân. Nỗ lực để duy trì động lực theo đuổi một giấc mơ. Điều quan trọng là bạn dám mơ ước. Nếu bạn dám mơ ước thì Đức Chúa Trời dám lập hành trên bạn. Bạn có thể không tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng hãy tin vào sức mạnh và năng lực của Ngài. Bạn có thể không có tài năng, nhưng Đức Chúa Trời có ân điển dành cho bạn. Bạn có thể không có điều kiện, nhưng Đức Chúa Trời là điều kiện duy nhất cần và đủ để hoàn thành giấc mơ của bạn. Nếu Đức Chúa Trời có tất cả những gì bạn cần, thì điều duy nhất bạn phải làm là nắm giữ Ngài. Hãy nắm giữ lấy đấng nắm giữ tương lai của mình và để Ngài hành động trên bạn, để Ngài làm thành giấc mơ của bạn bằng cách để Ngài đứng chạm bạn. Sự chạm trán của bạn với Chúa hôm nay sẽ tạo nên lịch sử của bạn trong tương lai. Sẽ rất là đặc biệt hơn trong những chương trình khác.
và chúng ta có thể lên trang page The Future Days để chúng ta xem cái poster vừa được upload lên ngay trong lúc này. Dream Plan Do, để chúng ta có thể ghi ước mơ của chúng ta ở dưới cái comment ở dưới. Và cái điều tiếp theo nữa, chúng ta sẽ nói chuyện với Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ dùng từ Đức Thánh Linh thay thế Đức Linh với là người bạn thân, nói với người bên cạnh. Tối hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ người bạn thân của mình, được không? Ok, được không ạ? Bây giờ các bạn nói theo tôi nhé. Nói theo tôi nè, đọc những gương vô và vần của mình. Người bạn thân ơi, buổi tối hôm nay con muốn nói chuyện với người bạn thân, hơn cả người bạn thân. Ok, ngay trong thời giờ này chúng ta cùng nhắm mắt lại, chúng ta cùng thầm nguyện, chúng ta cùng thầm nguyện, cùng thầm nguyện với người bạn thân của mình. Không có cần phải nói lớn tiếng đâu các bạn, có thể nói bằng tâm trí, nhưng ta cùng thầm nguyện với người bạn thân. Xin đừng để ý người bên cạnh nha các bạn. Buổi tối nay đặc biệt
biệt lắm, đặc biệt theo cái cách của người bạn thân muốn chúng ta đặc biệt.